mình tên là Nguyễn Thị Nhi và hiện tại đang là học sinh lớp 12 của trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Đã được một tháng trôi qua kể từ khi mùa hè bắt đầu. Đối với các bạn học sinh, chắc hẳn chúng ta đã có những chuyến du lịch, những cuộc đi chơi với gia đình, người thân và bạn bè. Hoặc chí ít thì chúng ta đã có những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học rồi ha. Mùa hè còn được nói vui là mùa về thăm quê đối với những gia đình xa quê lập nghiệp. Bản thân mình cũng thế, là một người con hết khí trời miền Trung mà khôn lớn. Mình tự hào khi nói rằng Nghệ An chính là mảnh đất nơi mình sinh ra. Nghe có chút quen tai nhỉ? Đúng vậy, một trong những điều tự hào nhất khi nhắc về mảnh đất này đó là đây cùng là quê quán của người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không những thế mà Nghệ An còn là nơi chôn nhau cát rốn của nhiều người tài nước Việt, nhất là khi nhắc đến lĩnh vực văn học. Vậy nên nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, được quân đoàn Bình Thạnh tạo cơ hội, ngày hôm nay mình sẽ là hướng dẫn viên và chúng ta sẽ cùng đến với hành trình tìm hiểu về một văn sĩ vang danh xứ Nghệ với tác phẩm đầu tiên và thành công nhất viết về Hồ Chí Minh. Nhân vật trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay không ai khác, đó chính là nhà văn Sơn Tùng. Đôi nét về nhà văn, tên đầy đủ của ông là Bùi Sơn Tùng, sinh năm 1928 tại Nghệ An và mất ngày 22 tháng 7 năm 2021 tại Hà Nội. Tuổi thanh niên là khoảng từ năm 1944 đến năm 1971, là 27 năm Sơn Tùng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Sau chiến tranh, nhà văn trở thành thương binh được xếp vào hạng nặng nhất lúc bấy giờ bởi sức khỏe đã bị giảm đáng kể tới 81%. Nhưng không vì thế mà ông bỏ cuộc trước cuộc sống, ngược lại càng hết mình cống hiến cho kho tàng văn học nước nhà. Gia tài của tác giả Sơn Tùng có hơn 40 đầu sách văn học viết về các danh nhân cách mạng, danh nhân văn hóa Việt Nam, trong đó 20 tác phẩm là về Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà ông được nhiều nhà nghiên cứu và độc giả khẳng định là một nhà Hồ Chí Minh học thực thụ vì viết về Bác nhiều nhất và thành công nhất. Dưới bàn tay nghệ thuật của văn sĩ, Búp Sen Xanh là sự kết tinh lòng yêu kính vô bờ với vị lãnh tụ của dân tộc và là quá trình điền dã bền bỉ, nghiên cứu tài liệu không mệt mỏi, như đã mở ra một thế giới vô vàn cảm xúc, hệt như một án văn chương trữ tình, mang cái hương thoang thoảng của bông sen tinh khiết. Cùng nhìn nhận bao quát về cuốn sách, với bìa sách dạng mềm, xanh đậm như chiếc lá, làm bật lên sự tinh túy của bông sen cách điệu. Với độ dài 363 trang, thể loại là truyện thiếu nhi, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1981 với giá bán khoảng 70.000 đồng. Và có thể tìm mua trực tiếp tại các nhà sách hoặc trực tuyến qua các shop online uy tín. Sen là tái hiện cho sự tinh khôi, vươn lên từ bùn nhơ, vượt lên trên sự khó khăn trên đường đời và đại diện cho trái tim nhân hậu bác ái. Cũng chính vì lẽ đó mà tự sách viết về cuộc đời người anh hùng dân tộc lại mang tên Búp Sen Xanh. Đi sâu vào nội dung của cuốn sách, tác phẩm được chia làm 3 chương, bao gồm thời thơ ấu, thời niên thiếu và tuổi 20. Qua khoảng thời gian dài với biết bao công sức sưu tầm tài liệu, gia thế lẫn các hành trình khi còn trẻ của Hồ Chủ tịch, đến với Búp Sen Xanh, độc giả như ngược dòng về quá khứ, về lại chốn làng quê xứ Nghệ những năm đầu thế kỷ 20. Về nơi chốn làng sen quê nội, làng Hoàng Tru hay còn gọi là làng chùa quê ngoại của Bác Hồ, để có thể thấy được những biến thiên của lịch sử, của gia đình nội ngoại hai bên và quá trình định hình nhân cách của cậu bé Nguyễn Sinh Côn. Theo dòng chảy của thời gian, chứng kiến bước trưởng thành của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, người đọc như được mở rộng tầm mắt với hình ảnh kinh thành Huế nguy nga, dòng sông Hương thơ mộng nơi xứ Huế, Đinh Dương Nổ, trường Pháp Việt Đông Ba, trường Quốc Học, v.v. Cảm xúc không khỏi cao trào xao xuyến khi cùng chứng kiến cuộc chia tay trên bến Nhà Rồng ngày 5 tháng 6 năm 1911 giữa Úc Huệ và Nguyễn Tất Thành đã được tác giả kể lại bằng những trang văn xúc động. Không chỉ mang nội dung đặc sắc, nói về nghệ thuật, tự sách còn tạo được ấn tượng bằng những câu dân ca, bài vè, câu ví dặm chốn làng quê truyền thống. Búp Sen Xanh chẳng thể dành cho người đọc vội, tại sao ư?
Bởi vì qua từng án văn chương cùng hòa mình vào tác phẩm, ta mới thấy được bài học và giá trị trân quý. Rằng là trong cuộc đời mỗi con người, quan trọng nhất là độ tuổi thanh thiếu niên đến khi trưởng thành. Bởi lẽ giai đoạn này ảnh hưởng tới nhân cách và tâm hồn của mỗi người. Từ thuở sáng tác, với mong muốn gieo vào lòng bạn đọc nhỏ tuổi hạt giống tâm hồn, nên văn sĩ Sơn Tùng chỉ đề cập từ thời niên thiếu đến ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Song ngoài dự đoán, ngay từ khi ra đời, tựa sách Búp Sen Xanh lại mang sức hút bất ngờ với độc giả mọi lứa tuổi. Dưới ngòi bút đặc tà của tác giả, từng đoạn ký ức của Hồ Chủ tịch như cùng người đọc sống lại từng giai đoạn lắng động cảm xúc. Cô Thành ơi! Cô Thành! Có chuyện gì vậy? Mẹ cậu làm sao á? Rồi! Thế à? Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Không được khóc. Anh ơi, mẹ cháu chết rồi. Mẹ chết cũng không được khóc. Trong thành nội là mộ ngào là hoàng tôi. Mẹ. Sao tránh khỏi xót xa khi chạm đến cảnh đám tang của bà Hoàng Thị Loan, tức mẹ của Bác. Giữa đất trời chốn kinh thành Huế nghiêng nghiêng dưới gầm trời u ám cuối năm. Lúc đấy, cậu bé Nguyễn Sinh Côn, đầu đội khẩu rơm, mặc áo đại tang, chống gậy, chân đất, đi sau quan tài của mẹ. Cùng gục đầu vào nắp áo quan mẹ, Côn vừa khóc nức dồn dập, toàn thân run lên. Rồi đến cảnh chôn cất mẹ xong, Côn lại bế em về với ngôi nhà hoang vắng trong thành nội. Côn bế em vào lòng, tựa lưng bên bàn thờ mẹ, nhìn đau đớn trong đêm đen quạnh kẽ mịt mù. Dẫu cho tuổi thơ trải qua cảnh thiếu thốn trăm bề, Bác vẫn vươn lên, vượt qua từng chông gai để vén ra bức màn giông tố đón lấy những tia sáng niềm tin và hy vọng. Bài học về nghị lực từ thuở mới lớn và sự trân quý tình thương, để rồi một mai Bác dang rộng vòng tay ôm trọn lấy toàn thể đồng bào. Ngay từ nhỏ, hình ảnh của Bác vẫn được khắc ghi kèm hai chữ độc lập, tự do. Điều đó phải kể đến thời điểm người theo cha mình vào kinh đô Huế, trở thành cậu học trò sáng giả dưới mái trường Pháp Việt, Đông Ba và Quốc học, sau đó lại bén duyên với nghề giáo ở trường Dục Thanh tại Phan Thiết. Trải qua suốt những cuộc hành trình, tận mắt chứng kiến nhiều mảnh đời vô tội chịu lầm than trong cảnh mất nước, qua đó lại càng thổi bừng ngọn lửa dũng khí cho việc ra đi tìm đường cứu nước. Cha em thường nói, thế giới là một ngôi nhà chung. Tất cả con người trong ngôi nhà đó đều là anh em. Vậy mà nước An Nam thường bị nước lớn ăn hiếp. Người giàu mắng chửi người nghèo. Tên em là gì? Em tên là Nguyễn Tất Thành. Có nghĩa là gì? Khi một con người có ý nghĩ thiện, chắc chắn sẽ thành công. Em có đôi mắt, tôi có thể tin được. Búp sen xanh như tấm gương sáng phản chiếu nhân cách và tâm hồn Bác Hồ, từ dưới mái nhà nuôi người khôn lớn, đến những hành trang tự trang trải trên đường đời trong thời điểm đất nước lầm than. Chỉ qua những ký sự và những câu chuyện nhỏ trong cuộc đời Bác, lại được ngòi bút khéo léo của Sơn Tùng chỉ rõ ra cách ví người như một búp sen. Trong bùn lại có lá sen hứng trọn hạt xương long lanh buổi sớm, ý chỉ những tinh hoa kiến thức mà Bác Hồ tự mình gom nhặt được. Từ lá lại nở ra bông hoa, gương bùn ma chẳng hôi tanh mùi bùn, tỏa đi cái hương thơm tinh khiết, hiện lên như một sự đẹp đẽ thanh tao, hệt như hình ảnh Bác một thời đau đớn vì dân lo việc nước. Những trang sách dừng khép lại ở độ tuổi 20 của người, nhưng lại trở thành vốn tài sản vô giá để đời đời khắc ghi câu nói: người là cha, là bác, là anh, quả tim lớn bọc trăm dòng máu đỏ. Tố Hữu. Vậy là hành trình của chúng ta đã đi đến hồi kết. Cảm ơn tất cả các vị khán giả với mọi lứa tuổi ở trước màn hình đã theo dõi xuyên suốt video. Lời cuối cùng, cho phép em gửi tới cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2023 với chủ đề Bác Hồ trong trái tim em sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp